Rồi bây giờ chúng ta sẽ gấp chiếc máy bay này các em nhé. Trước tiên thì các em hãy chuẩn bị cho anh một cái tờ giấy A4. Và đây là một tờ giấy A4 của anh. Đó, bây giờ chúng ta bắt đầu gấp nào. Chúng ta gấp đôi cái tờ giấy này lại nhé. Đó. Các em căn sao cho nó thật cân này. Gấp đôi tờ giấy này lại. Rồi, sau đó mình lại gấp ngang. Gấp cái này để mình chủ yếu là mình lấy cái tâm của giấy thôi. Rồi, tiếp tục gấp. Rồi, tiếp tục mình gấp cái phần này nữa. Đấy, gấp phần này mình gấp lấy luôn. Không phải chia nữa. Rồi, bắt đầu chúng ta xoay cái đường này lại, gấp cái cánh này vô đây. Đấy, các em gấp thật chuẩn nha. Các em chú ý kỹ. Đó. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gấp cái phần còn lại này. Gấp cái phần xuống này. Đây, các em lưu ý này. Ở cái phần đây nhá, là nó có một cái đường kẻ ngang của mình đây. Đấy, mình sẽ bẻ bẻ này xuống này. Đó, nó có một cái đường vệt đây rồi đúng không? Đó, này. Để tâm nó này. Bắt đầu chúng ta bẻ này lên. Sao cho cái đường tâm này nó trùng với cái đường này. Đây. Đó, nó là như thế. Thật chuẩn mà nhá. Rồi, bây giờ chúng ta gấp cái đường này vào. Gấp cái đường này để cho nó thẳng cái đường này xuống nha. Hai bên giống nhau luôn. Bởi vì máy bay là cái cánh của nó phải đều nhau, hai bên đều giống nhau. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta lật cái này lên. Cái phần này hơi khó nha, lật cái này lên. Mình kéo phần này vào. Đó, kéo phần này vào. Đặt này xuống. À, các em hình dung kỹ chưa? Đây nha, lật này ra. Nhấc cái này lên. Kéo cái này vào. Nó kéo này đúng cái đường này. Và ở đây cũng thế. Rồi, ập xuống thôi. Đó. Rồi, tiếp một cái bước nữa đó là chúng ta lật cái này vào đây. Đây các em để ý này. Lật cái này vô đây. Đó. Rồi các em để ý ở trong này nhé. Cho nó thật khít vào với cái đường chính này. Đó. Rồi, tiếp tục đến bên này nữa. Chúng ta cũng gấp cái đường này vô. Đó, gấp cái đường này vô. Đây mình căn ở trong này cho nó thật thẳng với cái đường này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta gấp cái đường chéo này. Sang đây, sao cho cái đường này nó trùng với đường này nhé. Nè. Gấp như thế này. Đó, đây này. Đấy, mình gấp cái đường này lên như này. Đấy. Ở đường trong này các em nhìn này. Đây nhá, đấy, anh gấp như này. Thấy không? Gấp đường này xuống. Rồi, mình gấp cái đường này lên. Gấp cái đường lên, sau thì mình lại lật nó quay lại. Mình lại lật nó vào bên trong. Đó. Lật nó vào bên trong. Đấy, gấp cái này thì nó chú ý một tí là ok thôi. Đây. Đây các em nhìn này. Đó. Đây nhá. Gấp cái này vào bên trong nữa đúng không? Đây, gấp vào bên trong. Rồi ok. Đến tiếp tục đến cái phần ở bên cạnh. Cánh bên cạnh mình cũng làm y chang. Cho gấp này lên. Rồi, mình còn lại nhét nó vào bên trong luôn. Gấp nó quay lại. Đó. Ok chưa? Đây, đây là phía sau đây. Đó. Rồi. Bắt đầu tao lật úp cái này quay lại. Đó, úp cái này lại để mình tạo hai cái cánh. Đây các bạn đặt đây, căn mấy cái đường này cho nó thật chuẩn. Rồi, tiếp tục bước tiếp theo là chúng ta gấp cái phần này nó vào với cái đuôi này. Đây nha. Các em để ý kỹ này. Đây. Kéo cái phần này. Đây. Đấy, đúng cái góc này nha. Góc này này. Đây là anh vuốt một cái đường này cho nó chuẩn luôn xong rồi bắt đầu là mình sẽ nhìn kỹ phần đây. Đây các em nhìn này. Cái đường mép này nó chuẩn như này nhé. Đó. Rồi tiếp tục cánh bên cạnh. Cánh còn lại mình cũng làm y chang. Đấy. Rất đơn giản đúng không? Đấy. Rồi. Tiếp một cái bước nữa. Là bắt đầu chúng ta lật cái phần này lên. Lật cái phần này lên nhé. Đây mình bắt đầu mình lật như này. Lật cái phần này cho nó song song với cái đường này. Lật lên cho nó song song với đường này. Đây, anh lật cho một cái này. Đây nhá. Đấy, này.
chúng ta lật cái đường lên. Đấy, ok chưa? Bây tiếp tục mình cũng lật cái bên này. Đây, cũng cho nó song song với đường này nhé. Đấy, đây. Bắt đầu lên là cái phần ở trên này nó như này đây. Thấy không? Đó. Bắt đầu mình tạo cho nó hai cái đuôi này. Hai đuôi này cho cái hình nó gấp lên. Đấy nha các em. Căn này. Căn từ bên này. Thẳng sang. Đấy, thẳng sang. Bắt đầu anh, cái này anh tự lấy tay anh bẻ luôn rồi. Đấy, căn này. Thấy không? Bên đây nữa. Ok. Rồi như thế này là bắt đầu xong một cái chiếc máy bay rồi nhé. Rồi chiếc máy bay của anh gấp đến đây là xong nhé. Chào em.